Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông thủy sản và muối đã có những bước tiến đáng kể, đã hình thành và phát triển hệ thống chế biến gắn kết với vùng nguyên liệu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng đối với hàng nông lâm thủy sản và muối, mang lại thu nhập cho hàng triệu nông dân. Tại hội nghị quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm vừa được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã cho biết, từ nhiều năm nay sản phẩm nông nghiệp không những đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới với chất lượng cao, sản lượng lớn. Nhiều mặt hàng như điều, gạo, cà phê, hồ tiêu có giá trị và sản lượng xuất khẩu chiếm giữ vị trí nhất nhì thế giới. Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam năm 2014 đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn hội nhập kinh tế sâu sắc hơn. Do vậy thì chúng tôi muốn thông qua cái hội nghị lần này cũng như là cái hội chợ công nghiệp thực phẩm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường và đặc biệt quan trọng hơn là có thể thu hút được cái nguồn đầu tư của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để nâng cao được cái năng lực công nghệ của các doanh nghiệp chúng ta trong quá trình nuôi trồng, đánh bắt và bảo quản cũng như là xuất khẩu hàng nông thủy sản. Tuy nhiên, do hạn chế về năng lực chế biến và xuất khẩu của doanh nghiệp, nên việc ký kết được những đơn hàng xuất khẩu ra nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn. Doanh thu từ xuất khẩu còn thấp do khâu sản xuất chế biến còn thô sơ, chưa có thương hiệu và phải chia sẻ qua nhiều khâu trung gian. Chúng ta phải áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất chế biến, đồng thời phải đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, để nâng cao giá trị gia tăng thì cũng tôi cho là yếu tố cũng không kém phần quan trọng, đó là tăng cường cái sử dụng các phế phụ phẩm trong nông nghiệp. Nếu sử dụng các phế phụ phẩm này, nó sẽ làm giảm giá thành sản phẩm. Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ rất tích cực từ các tổ chức quốc tế như WB, FAO và các tổ chức xúc tiến thương mại các nước như là CBI, AKC, AGC, COTRA, trong việc giúp các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường vai trò của mình trong chuỗi giá trị ngành hàng thực phẩm, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Tôi cũng đã tìm được cho mình rất là nhiều những bạn hàng có tiềm năng và đặc biệt là chúng tôi đánh giá rằng có nhiều công ty sản xuất của Việt Nam đã với những cái hình thức bao bì sản phẩm mẫu mã rất là bắt mắt và chúng tôi thấy rằng là nó rất là phù hợp để mà sau này nghiên cứu xuất khẩu qua thị trường của Hàn Quốc và những thị trường khác. Và tôi cũng đánh giá chương trình triển lãm triển lãm về công nghiệp thực phẩm lần này của Bộ Công Thương rất là hữu ích cho những doanh nghiệp phân phối như chúng tôi để mà cùng tham gia và cùng tìm kiếm thêm bạn hàng. Theo tôi được biết thì Việt Nam nói chung đã có những bản ghi nhớ với Ý nói riêng và của châu Âu nói chung và những bản ghi nhớ về giao thương giữa hai nước, ủng hộ cái việc giao thương giữa hai nước. Chính vì thế tôi đến đây và tôi cảm nhận là có một cái cơ hội rất là lớn trong việc phát triển kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực rau và hoa quả tươi. Các bạn có những cái hoa quả và rau củ chất lượng rất là cao thì tại sao mình không làm cho thế giới cùng biết đến những sản phẩm này của các bạn? Bên cạnh sự nỗ lực của các bộ ngành thì việc vào cuộc của các thành phần kinh tế như là nhà khoa học, các nhà phân phối và cả hệ thống tài chính ngân hàng như Sacombank, Ngân hàng Vietinbank, v.v. sẽ phần nào hỗ trợ cho các doanh nghiệp nông sản thực phẩm có thêm điều kiện phát triển. Hội nghị lần này đã đưa ra các giải pháp gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường khả năng kết nối của các doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu để đẩy mạnh tiếp cận và phát triển thị trường cho các mặt hàng thực phẩm Việt Nam. Các ý kiến tại hội nghị đều đề cập đến xu hướng thị trường nông sản thực phẩm toàn cầu và vị thế của Việt Nam. Việc các hiệp định thương mại tự do FTA đã và sẽ được ký kết trong thời gian tới sẽ là cơ hội cho ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam phát triển. Do vậy, cần sự phối hợp chặt chẽ từ các bộ ngành trong việc ban hành các chính sách, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư đến hệ thống tài chính, có thêm cơ chế tín dụng cho bà con nông dân và doanh nghiệp, liên kết các địa phương, hệ thống phân phối, các nhà khoa học để ngành công nghiệp thực phẩm của Việt Nam nâng cao vị thế trên thị trường trong và ngoài nước.